Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đang được quan tâm trong 24 giờ qua. Huấn luyện viên đối thủ bất ngờ khen ngợi Quang Hải hết lời khi suýt kỳ siêu phẩm. Cổ động viên Pau FC đồng ý 100%. Màn trình diễn xuất sắc của Quang Hải ở trận thi đấu vừa qua cho Pau FC đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ chính huấn luyện viên đối thủ. Quang Hải đã có một trận đấu tốt và pha sút xa ấn tượng tại Pau FC. Huấn luyện viên Cholo cho biết sau khi Pau FC bị đánh bại. Ngôi sao đến từ Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã thi đấu tốt cũng như có một pha sút xa suýt thành bàn. Chỉ ít ngày sau khi gia nhập đội bóng mới, Quang Hải đã có 2 trận đấu cho Pau FC. Anh được huấn luyện viên Didier Tholos xếp đá chính trong sơ đồ 4-2-3-1. Quang Hải được huấn luyện viên Tholos giao trọng trách thực hiện gần như toàn bộ những pha bóng cố định cho đội nhà, từ đá phạt cho đến phạt góc. Ngôi sao của bóng đá Việt Nam đã thích ứng rất nhanh với lối chơi mới của đồng đội. Ngoài việc phô diễn được những kỹ năng đặc trưng của mình, Quang Hải còn phối hợp ăn ý với các đồng đội xung quanh. Anh đã tung ra một cú sút trong tư thế không thuận lợi, nhưng đường đi của quả bóng rất là khó chịu, suýt nữa đã trở thành siêu phẩm. Cụ thể sang hiệp 2, Quang Hải và một vài cầu thủ khác dự bị được vào sân. Tân binh mang áo số 19 thi đấu tại vị trí hộ công sau tiền đạo mũi nhọn Dorger. Trong hiệp đấu này, Thua Lầu vẫn còn là đội bóng giành quyền kiểm soát trận đấu, còn Pau FC thi đấu phòng ngự phản công. Quang Hải thi đấu khá xông xáo, ngay ở phút thứ 52, tiền vệ người Việt Nam đã có cơ hội ghi bàn. Từ đường truyền của Dorger, Quang Hải tung ra cú dứt điểm ngay sát vòng cấm địa. Đáng tiếc, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Ngay từ những phút đó, Pau FC đẩy cao đội hình, Quang Hải có những đường truyền cho đồng đội thực hiện pha dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi vào xà. Tới phút thứ 85, Thua Lầu đã tìm được bàn thắng thứ hai do công của Jean Ruiz. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Nhìn chung trận đấu này, Quang Hải thi đấu năng nổ nhưng rõ ràng anh vẫn cần thời gian để gắn kết với những đồng đội để tìm được tiếng nói chung trong thời gian tới. Trên fanpage chính thức có hơn 260.000 người theo dõi của Pau FC, các cổ động viên của đội bóng nước Pháp cũng dành lời khen ngợi cho Quang Hải. Xin chúc mừng với trận đấu tuyệt vời của Quang Hải cùng Pau FC. Tài khoản có tên Pascal Petrolot cho biết. Một tài khoản khác có tên Alex Subana chia sẻ, cầu thủ của Việt Nam thật sự tài năng. Hãy cùng nhau cùng Pau FC tiến lên. Truyền hình Pháp bất ngờ đưa tin về hiệu ứng Quang Hải với câu lạc bộ Pau FC sau một tuần gia nhập. Quang Hải nếu là một cầu thủ bản địa hoặc đến từ Brazil hay một quốc gia khác thì sự kiện anh đầu quân cho Pau FC có lẽ sẽ không gây ra được nhiều chú ý với chính dư luận tại Pháp. Tuy nhiên, ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam chỉ trong tuần qua đã tạo nên làn sóng truyền thông to lớn lên câu lạc bộ đang đá ở League 2 này. Và mới đây, Pau FC đã trở thành chủ đề của một bản tin trên sóng truyền hình Pháp. Kênh AMC Sport, một kênh thể thao hàng đầu tại Pháp, cho biết chỉ trong 10 ngày, Pau FC đã gây được sự chú ý rộng rãi với dư luận Pháp chỉ bởi sự gia nhập của Quang Hải. Các tài khoản mạng xã hội của câu lạc bộ này tất nhiên được không nhỏ người hâm mộ Việt Nam tương tác, nhưng sự tăng vọt của nó được AMC Sport đánh giá là vượt ngoài mọi kỳ vọng. Quang Hải vẫn chưa đá trận chính thức nào cho Pau FC, nhưng sau hơn một tuần anh gia nhập, sức hút của câu lạc bộ này đã đạt tới mức độ chưa từng có. Trên Facebook, fanpage của Pau FC đã có tới 275.000 lượt thích và 360.000 lượt người đăng ký theo dõi. Trong khi nó chỉ đạt 30.000 lượt đăng ký theo dõi trước khi Quang Hải đầu quân, một sự tăng trưởng lên tới 1.100%. Nhưng không chỉ mạng xã hội, AMC Sport còn cho biết bộ phận truyền thông của Pau FC chưa bao giờ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền hình quốc tế đến như vậy, không chỉ từ phía Việt Nam. Những người làm việc tại Pau FC tiết lộ họ đang nhận được một số lượng đáng kinh ngạc yêu cầu của truyền hình Pháp, châu Á để được phỏng vấn Quang Hải, cũng như yêu cầu được cấp quyền giữ các cuộc họp báo của đội bóng, AMC Sport cho hay. Đây là điều không ngạc nhiên đối với người Việt Nam bởi Quang Hải là một trong những nhân vật được theo đuổi nhất bởi các đơn vị tài trợ, quảng cáo tại nước này. Với không dưới 800.000 người theo dõi trên Instagram và 2,5 triệu lượt người theo dõi trên Facebook, Quang Hải là một cơ hội marketing không thể chối từ cho chính Pau FC vào lúc này. Pau FC thua Thua Lầu, Quang Hải ngấm dần sự khắc nghiệt của bóng đá Pháp. Sau trận ra mắt thành công trước đội bóng bán chuyên Landes Selection, Nguyễn Quang Hải cùng Pau FC đối diện thách thức lớn hơn mang tên Thua Lầu ở trận giao hữu 23 giờ tối qua, 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Thua Lầu từng chơi ở League 1 trong nhiều mùa giải và có 3 lần lên ngôi tại League 2, trong đó lần gần nhất là mùa giải trước. Gặp đối thủ mạnh là cơ hội để Quang Hải trải nghiệm sự khốc liệt, tốc độ và sức mạnh của bóng đá Pháp trong lần đầu ra châu Âu. Quang Hải thi đấu thế nào? Quang Hải được tung vào sân trong hiệp 2, trận giao hữu giữa Pau và Thua Lầu. Cầu thủ mang áo số 19 được xếp đá ở vị trí tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1.
Tuy nhiên, do Pau chủ yếu lùi sân để chơi phòng ngự, nên hệ thống chuyển thành 4-4-2. Quang Hải sắm vai trò hộ công ngay sau phía tiền đạo chủ lực. Sau 45 phút thi đấu, Quang Hải có 10 lần chạm bóng, tung ra 7 đường truyền và có một tình huống dứt điểm đưa bóng không trúng đích. Tiền vệ 25 tuổi đã ở rất gần bàn thắng ở đầu hiệp 2. Sau khi đồng đội không chế bóng và chuyền ngược trở lại tuyến 2, Quang Hải xuất hiện đúng lúc để tung cú vút má một chạm bằng chân trái, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là những tình huống huấn luyện viên Thorlot chờ đợi ở Hải Con, chọn vị trí khôn khéo giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương để tự tạo ra cơ hội cho mình. Thế trận phòng ngự phản công của Pau càng mở ra cho tiền vệ số 19 vùng không gian rộng để thoải mái di chuyển chiếm lĩnh vòng trống. Vai trò chủ đạo của Quang Hải trong hiệp đấu này là nhận bóng từ tuyến tiền vệ rồi cầm nhịp, tận dụng nhãn quan chiến thuật để phân phối bóng cho các chân sút. Sau cú vứt bóng không thành công, Quang Hải cũng có một khoảnh khắc khác chứng tỏ năng lực. Anh lùi xuống hàng tiền vệ rồi tung đường chọc khe bổng cho đồng đội băng lên ở tuyến 2. Dù vậy, tiền đạo của Pau không tận dụng được do đơn độc trên hàng công. Đó cũng là hai thời điểm hiếm hoi Quang Hải thực sự được chơi bóng. Trong thời gian còn lại, Hải Con chật vật trước tốc độ và thể lực của đối thủ. Khác với Landes ở trận trước, Tolo gần như bị bóp nghẹt ý đồ chơi bóng của Quang Hải và Pau. Đương kim vô địch League 2 cầm bóng chắc chắn, chơi kỹ thuật và tranh chấp rất chủ động. Trung bình gần 6 phút, Quang Hải mới có một đường chuyền, còn lại chủ yếu số 19 phải đuổi theo bóng. Do Pau không kiểm soát được bóng, điểm yếu của Quang Hải mới lộ ra, đó là khả năng tranh chấp tương đối yếu trước các cầu thủ cao to đang chơi tại châu Âu. Trong cả hiệp 2, Hải Con không có tình huống pressing hoạt động trực tiếp nào trên phần sân đối thủ. Hạn chế về thể hình khiến Quang Hải gặp khó trước những cầu thủ cao hơn một cái đầu. Khi có thời cơ phản công giữa hiệp 2, Quang Hải cũng bị đối thủ truy cản chỉ với một cái đẩy vai trước khi kịp chuyền sang cho đồng đội. Hải Con cũng có hai đường chuyền thiếu chính xác khiến Pau mất nhịp tấn công. Áp lực trong các trận đấu tại Pháp khiến Quang Hải không thể thoải mái quan sát, ngắm nghía như khi còn chơi tại V-League. Cầu thủ sinh năm 1997 phải xử lý rất nhanh trước tốc độ ập vào tranh chấp bóng của đối thủ. Phần lớn trong số các pha xử lý thành công trong hiệp 2 của Quang Hải là một chạm. Đây là điểm mạnh mà cầu thủ Việt Nam cần phát huy nếu muốn giành được chỗ đứng tại Pau. Bài học quý. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng Cholo đã chơi tương đối nghiêm túc trước Pau. Đội vô địch League 2 tấn công dồn dập, tranh chấp quyết liệt và không ngại va chạm. Điều này giúp Quang Hải sớm trải nghiệm bầu không khí khó thở của bóng đá Pháp, vốn đề cao tốc độ và sức mạnh. Huấn luyện viên Toulouse đã ví Quang Hải với Marcel Verbena, tiền vệ người Pháp từng được đặt biệt danh là xe đạp nhỏ. Verbena cao 1m67, cũng nhỏ bé như Quang Hải 1m68. Anh từng được huấn luyện bởi Toulouse trước khi vươn tới đỉnh cao và trở thành trụ cột của tuyển Pháp tại Euro 2016. Verbena không có lợi thế về thể hình, nhưng bù lại, cựu tiền vệ Marseille có tốc độ, đôi chân nhanh nhẹn và khéo léo để qua mặt những cầu thủ cao lớn hơn nhiều. Một điểm mạnh khác của Verbena là kỹ năng chọn vị trí. Anh luôn biết xuất hiện ở những vị trí thích hợp, giúp cầu thủ này không bị đối thủ gây áp lực, đồng thời có thời gian lựa chọn xử lý bóng. Kỹ năng này chỉ có thể rèn luyện nhờ sự trau dồi thường xuyên ở môi trường đỉnh cao. Số 19 mùa trước của Pau, tiền vệ Victor Lopri cũng chơi theo phong cách này. Lopri di chuyển tự do, luôn biết cách đứng đúng vị trí để tự tạo lợi thế cho mình. Lopri cũng quan sát rất tốt các bước di chuyển của đồng đội để có những đường chuyền vừa nhịp. Đây là phẩm chất Hải Con còn thiếu, bên cạnh sức tranh chấp chỉ có thể cải thiện dần dần. Dẫu sao đây mới là trận thứ hai của Quang Hải, tiền vệ 25 tuổi còn rất nhiều thời gian để nâng cao sức vóc và khả năng tranh chấp. Những trận giao hữu với đối thủ mạnh như Cholo là điều cần thiết để Hải Con từng bước bắt nhịp với sự khắc nghiệt của League 2.